Lặn sâu 4.000 mét xuống đáy biển, khám phá thế giới chưa từng kể của tàu Titanic huyền thoại. Những gì xuất hiện trên phim ảnh đều không thể truyền tải hết được những xúc cảm mà đạo diễn Titanic James Cameron cảm nhận được khi tàu ngầm của ông chạm được vào xác con tàu. 2 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic không thể chìm cùng với 1.500 hành khách của nó, vĩnh viễn nằm yên trong lòng đại dương hoang lạnh ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Đối với đạo diễn James Cameron, khi tận mắt chứng kiến khung cảnh kỳ vĩ của con tàu dưới độ sâu 4.000 mét đáy đại dương, đã khiến ông có những xúc cảm mà chính bộ phim Titanic huyền thoại không thể truyền đạt. Những dòng nhật ký hành trình khám phá xác tàu Titanic trước khi ông bấm máy quay bộ phim sẽ giúp ta cảm nhận cảm xúc ấy. Các phóng viên chụp lại cảnh một con tàu đang kéo Titanic ra khỏi Southampton. 5 ngày sau, con tàu huyền thoại này đã nằm lại dưới đáy Đại Tây Dương. Nhà thám hiểm Robert Bowler nhận định rằng đây là một trong những câu chuyện sẽ luôn được kể lại. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi robot Gilligan của tôi rời khỏi gara của chiếc tàu ngầm Miss One và biến mất bên trong xác của con tàu huyền thoại. Chiếc tàu ngầm của chúng tôi đang đổ trên bon, một trong những con tàu đắm nổi tiếng nhất trong lịch sử, bao quanh bởi bóng tối vĩnh cửu và một áp suất nước khổng lồ ở độ sâu 4.000 mét dưới đáy Đại Tây Dương. Ngồi an toàn bên trong Miss, tôi điều khiển phương tiện điều khiển từ xa vào bên trong nội thất của con tàu. Con robot đã thâm nhập vào bon ép với một sợi cáp quang để giúp nó có thể quay trở lại. Mặc dù hiện giờ con robot bé nhỏ đang ở dưới tôi bảy mon tàu, tôi cảm thấy như thể ý thức của mình đang nằm bên trong nó. Những chiếc camera của nó chính là đôi mắt của tôi. Tôi nhìn chằm chằm xuống hành lang của con tàu. Mạch của tôi rung lên mỗi khi nó gặp phải một mối nguy hiểm. Rẽ vào một góc, tôi gần như thoát khỏi cảm giác bị trói buộc bởi một khối nhũ Rustically, một trong những khối hình nhũ được tạo ra bởi loại vi khuẩn đang dần dần nuốt chửng lớp thép của con tàu. Khi đi qua một lối vào, đột nhiên tôi phát hiện ra trong ánh đèn phản chiếu lấp lánh một bức tường được lập bằng gạch màu xanh da trời và xanh lá cây. Những chiếc ghế dài bằng gỗ tết đang nằm lơ lửng trên sàn nhà vẫn được bảo quản tốt đến kinh ngạc. Ở bên trên là một mái vòm được phủ vàng lá theo phong cách Ả Rập. Tôi đang bước vào một spa trang nhã trên con tàu sang trọng nhất thời đó. Nói với họ, chúng ta đang ở trong nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nói với Mike Aponas, nhà khảo cổ đại dương đang ngồi bên cạnh. Anh ta lấy micro và chuyển tin nhắn lên trên mặt nước. Một mỏ neo nặng 15 tấn treo ở một bên của con tàu. Các neo bên trái đã được sử dụng cho các điểm dừng ở Trebon Pháp và Queenstown Ireland. Nhưng cái này chưa bao giờ được sử dụng, một phần của nó đang nằm dưới lớp trầm tích dưới đáy biển. Cuộc khảo sát nội thất bên trong con tàu đắm huyền thoại đã được chúng tôi thực hiện từ năm 1995 khi tôi cần tư liệu cho bộ phim của mình Titanic. Thời điểm đó, chúng tôi sử dụng một chiếc ROV nặng nề là Snoop Dogg, lớn hơn một chút so với một cái giá đỡ máy quay, nhưng chúng tôi đã điều khiển nó xuống tới hành lang lớn của tàu, đến tận bon D. Đèn chiếu sáng của nó cho thấy phần lớn các tấm ván bằng gỗ được trang trí công phu vẫn còn nguyên vẹn. Khi đó, Snoop đã đi đến cuối dây buộc nên không thể đi xa hơn, nhưng tôi không thể ngừng thắc mắc về những gì nằm phía sau ánh đèn của nó. Sau khi bộ phim Titanic được phát hành, tôi đã cho hai chế tạo phương tiện robot hiện đại để chúng tôi có thể quay lại và thực sự khám phá nội thất bên trong con tàu. Trong năm 2001 và năm 2005, tôi đã thực hiện nhiều chuyến lặn xuống các con tàu Titanic và điều khiển những con robot lặn sâu vào bên trong để khám phá nội thất. Cuối cùng, chúng tôi đã chụp ảnh và ghi lại được 65% không gian nội thất còn sót lại của Titanic, bao gồm những cabin, phòng khách và phòng ăn ở khoang hạng nhất, buồng lái và không gian mở, kho chứa hàng và phòng Macaroni, phòng điện tính không dây. Ánh sáng từ một chiếc tàu ngầm xuyên qua sự tàn phá của bon dạo mát ở khoang hạng nhất trên con tàu Titanic. Trước khi Titanic bị đắm, các cửa sổ đã được mở ra, có thể để hạ thủy những con thuyền cứu sinh. Triệu phú John Jacob Astor IV đã đưa người vợ 18 tuổi của mình vào thuyền cứu hộ số 4 thông qua một cửa sổ ở bên kia của con tàu. Ông đã ở lại và chết. Những khám phá không thể tin được liên tiếp xuất hiện.
Trong những phòng ăn và phòng khách ở khoang hạng nhất, chúng tôi đã thấy những cửa sổ với chiều cao lớn vẫn còn nguyên vẹn. Những họa tiết được chạm khắc thủ công bằng gỗ gụ trên tường và các cột vẫn còn. Một số vẫn có thể nhìn thấy màu sơn trắng ban đầu. Vẫn còn đó những chùm đèn bằng pha lê và trong những phòng ngủ ở khoang hạng nhất, những chiếc giường bằng đồng thau vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Những lưới sắt có lỗ bao quanh các buồng thang máy. Khi lần đầu nhìn thấy nút bấm bằng đồng thau trên đó, tôi cảm thấy như thể nếu tôi có thể chạm vào nó, một chiếc thang máy ma có thể vẫn hoạt động. Titanic đã đắm ngay trong chuyến hải trình đầu tiên của mình trước khi nội thất bên trong được chụp ảnh. Bởi vậy, hầu hết các hình ảnh được sử dụng làm tư liệu tham khảo cho bộ phim là hình ảnh của con tàu chị em của nó, Olympic. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết được cách mà Titanic được xây dựng và những họa tiết trang trí đã được tái hiện lại một cách chi tiết từ các video của robot. Bây giờ, chúng tôi đã biết được những chi tiết mà bộ phim đã phản ánh chính xác và cả những chi tiết không chính xác. Trong tất cả những thông tin mà chúng tôi khám phá được, thứ ám ảnh nhất là những dị vật gợi nhớ đến sự hiện diện của những hành khách xấu số. Trong cabin của Henry Harper trên Bondi, chiếc mũ của ông vẫn còn trong tàn tích của tủ quần áo. Một cần trục còn sót lại trên bon dạo mát, hai cần trục nhỏ, mỗi cái ở một đầu, được dùng để hạ thủy một chiếc thuyền cứu sinh xuống biển. Những thứ này đã giúp hạ thủy chiếc xuồng cứu hộ C, nơi Trivrusi Ismay, chủ tịch của công ty sở hữu Titanic, ngồi và an toàn sống sót. Trong cabin của Edith Russell trên bon A, chiếc gương vẫn lóe lên ở chiếc bồn rửa mặt, phản chiếu lại ánh sáng từ robot, thay vì gương mặt sợ hãi của Edith khi cô chạy vào phòng để lấy con lợn đồ chơi may mắn của mình trước khi lên tàu cứu hộ. Trong một căn phòng khác, thật khó tin, một bình rượu và ly thủy tinh vẫn còn trên bồn rửa. Nếu chiếc bình rỗng, có lẽ nó đã trôi ra khỏi chiếc bồn khi căn phòng bị ngập và bị nhấn chìm. Tuy nhiên ai đó đã uống một ly rượu và để lại một nửa, và ngày hôm nay nó vẫn còn ở đó. Trong căn phòng Marconi cách âm, những thiết bị không dây và cầu dao vẫn còn ở đó. Khi nước tràn vào bon, hệ thống điện trên tàu đã bị ngắt bởi những cầu dao này. Gạch men được đóng khung bằng gỗ tết trong một spa ở khoang hạng nhất. Đây là lần đầu tiên trong vòng 100 năm chúng ta mới được chiêm ngưỡng những gì hành khách đã trải qua năm 1912. Ken Mastrell, người đã tái hiện những hình ảnh cho nội thất của con tàu bằng cách ghép nhiều khung hình từ nhiều video khác nhau. Chúng tôi thậm chí còn ghi lại được chiếc máy biến áp mà hai sĩ quan điện tính trẻ tuổi, Harold Wright và Jonathan Phillips, đã sửa chữa ngay trong đêm trước khi con tàu bị đắm. Bất chấp tình hình rối loạn lúc đó, họ đã cố gắng khôi phục lại toàn bộ năng lượng trên tàu, một hành động đã cứu sống 712 người. Bởi nếu không có năng lượng này, họ sẽ không thể phát tín hiệu SOS lịch sử, để rồi sau đó được giải cứu bởi con tàu Carpathia. Chụp được những hình ảnh này giống như bạn đang chạm tay vào lịch sử. Năm 2001, tôi đã muốn vào căn phòng trên bon C của Ada và Ishiro Stark. Năm 2001, tôi đã muốn vào văn phòng trên bon C của Ada và Isidore Trust. Cặp vợ chồng già nổi tiếng đã chọn chết cùng nhau chứ không muốn bị chia cắt bởi quy tắc sơ tán ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Căn phòng của họ được trang trí trang nhã nhất trên tàu và trên thực tế là nguyên mẫu để thiết kế căn phòng của Ross, nơi mà Trust Dawson đã vẽ chân dung người tình của mình trong một bộ phim hư cấu của tôi. Tôi đã điều khiển robot Jack tới phòng tài vụ, khám phá ra cái tủ sắt trong đó, nhưng tôi không thể chui qua đó để đến phòng của Josh ở bên kia. Năm 2005, quyết tâm tìm cho bằng được cách, tôi đã dùng robot Gilligan nhỏ hơn luồn qua một khe hẹp, gạt bỏ những khối nhũ rustically và thoát ra ở một khoảng trống. Ánh sáng từ con robot phát hiện ra một thứ gì đó lấp lánh ánh vàng, một chiếc lò sưởi bằng gỗ gụ được trang trí công phu vẫn còn nguyên vẹn. Ở trên đó là một chiếc đồng hồ mạ vàng, giống như chiếc xuất hiện trong bức ảnh lưu niệm và cũng giống như chiếc mà chúng tôi đã tái hiện lại trong bộ phim. Đó là một khoảnh khắc khó tả khi hư cấu và thực tế sắp nhập làm một ở dưới đáy biển tối tăm. Sau 33 lần lặn xuống sát con tàu Titanic, trung bình 14 tiếng mỗi lần, tôi đã dành nhiều thời gian trên con tàu huyền thoại này còn hơn cả thuyền trưởng Smythe. Trong tất cả các chuyến khám phá đó, cảm xúc mãnh liệt nhất của tôi là cảm giác thoát xác, giống như một bóng ma đang đi bộ qua những hành lang và cầu thang của Titanic thông qua chiếc Avatar Rose. Sự tàn phá kiểu Gothic bây giờ tồn tại trong một thế giới ma quái, không phải trong thế giới của chúng ta, nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi nó.
Những mảnh vụn đã biến vẻ trang nhã thời Eswa thành một hang động ảo mộng, một thế giới ngầm hư hư thực thực chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Tuy nhiên, bất chấp sự xa lạ của nơi này, tôi cảm thấy một trải nghiệm ký ức ảo giác khi khám phá ở đó. Mỗi khi rẽ vào một góc của con tàu, tôi có thể biết trước được cái gì sẽ xuất hiện ở đó trước khi ánh đèn của robot rọi tới. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng rất dễ chịu, như thể tôi đang ở đâu đó trong nhà của mình. Chiếc đồng hồ vàng vẫn còn nguyên vẹn trên một lò sưởi bằng điện trong một căn phòng trang nhã của Trish, chủ của một cửa hàng bách hóa Macy. Ông và vợ của mình Ada đã chết cùng nhau sau khi bà từ chối lên thuyền cứu hộ mà không có chồng mình. Xác của ông được tìm thấy trong bộ áo khoác lông màu xám với chiếc ủng màu nâu và tất lụa màu đen.